này, học qua phim này, rồi học bằng cách nghe nhạc hay là học qua podcast. Trong đó thì anime cũng là một trong những mình mà các bạn lại thiên về việc giải trí quá nhiều đúng không? Hi minasan, konnichiwa, lại là mình là Tâm đây. Và mình đã trở lại với một video mới rồi. Nhanh thật nhỉ. Hôm nay là một cái chủ đề vô cùng thú vị. Đó chính là cách học tiếng Nhật qua anime. Vậy thì cách học tiếng Nhật qua anime là như thế nào? Và có những tip nào nhỉ? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Let's go! Thật ra thì khi học tiếng Nhật chúng ta có rất là nhiều phương pháp đúng không? Học qua sách này, học qua phim này, rồi học bằng cách nghe nhạc hay là học qua podcast. Trong đó thì anime cũng là một trong những cái phương pháp mà các bạn đang học tiếng Nhật gần đây đang rất là sử dụng. Tuy nhiên thì thực sự không có nhiều bạn biết cách học chính xác với anime, mà nhiều khi các bạn lại giống như là đang ngồi giải trí hơn, bị cuốn vào nội dung mà quên mất nhiệm vụ là chúng ta phải học. Vậy thì giải pháp cho việc học với anime sẽ như thế nào nhỉ? Cùng mình tìm hiểu xem. Bước đầu tiên khi mà các bạn muốn học với anime đó chính là chúng ta hãy xem video hết một lần mà không có phụ đề. Chắc chắn ở đây là có rất là nhiều bạn muốn học tiếng Nhật qua anime này, nhưng mà các bạn lại bị cuốn vào nội dung mà quên mất là mình đang học mà các bạn lại thiên về việc giải trí quá nhiều đúng không? Cho nên là để mà giải quyết cái việc này thì chúng ta hãy coi video trước một lần trước. Tất nhiên thì các bạn có thể lựa chọn là có phụ đề hoặc không phụ đề. Nếu như mà các bạn thật sự tự tin vào khả năng tiếng Nhật của mình mà muốn thử sức thì các bạn hãy xem không phụ đề. Nếu mà có phụ đề thì hãy lựa chọn phụ đề tiếng Nhật nhé, để có thể vừa xem vừa đọc, xem thử nó người ta đang nói gì. Và việc mà xem video đầu tiên như thế này thì giúp các bạn sẽ hiểu được hết nội dung, và những cái lần sau thì chúng ta sẽ tập trung hơn vào việc học. Bước thứ hai đó chính là lựa chọn cho mình một mục tiêu học. Lựa chọn cho mình mục tiêu học ở đây là gì? Tức là các bạn không nên lựa chọn quá nhiều cái mục tiêu. Hôm nay mình xem video anime như thế này thì mình sẽ học cái gì? Học từ vựng à? Hay là mình tập trung vào luyện nghe? Hay là mình tập trung vào luyện nói? Đúng không? Nếu như mà các bạn học quá nhiều những cái mục tiêu hoặc quá nhiều cách như thế trong một cái video anime thì sẽ không hiệu quả đâu. Thay vì đó thì các bạn hãy lựa chọn một thôi. Hôm nay mình sẽ học từ vựng. Vậy thì cái cách học từ vựng sẽ là gì? Chọn mục tiêu học xong rồi thì chúng ta phải học chứ đúng không? Hôm nay là học từ vựng này, hôm nay học nghe này, hay là hôm nay học cai qua. Bây giờ chúng ta chọn xong rồi thì mình phải bắt tay vào cái việc là học. Vậy thì bước tiếp theo mà mình sẽ làm đó chính là nghe một lần đoạn hội thoại, nghe một lần, xem một lần video mà không có một chút phụ đề cũng như là chữ tiếng Nhật hay là tiếng Việt gì cả. Ví dụ mục tiêu của hôm nay là mình học nghe đi. Vậy thì phương pháp học của mình sẽ là nghe một lần hết. Sau đó thì chúng ta sẽ nghe lại từng đoạn ngắn một. Các bạn khi mà nghe xong một lần để cho chúng ta quen được hơn thì các bạn phải nghe từng đoạn ngắn một, đừng nghe quá dài nhé. Thường chỉ từ 3 đến 5 câu thôi. Đối với những bạn mà mới học cũng thế, các bạn cũng không cần phải nghe quá dài và ép bản thân mình là phải tập trung nghe đâu. Mà mình hãy thả lỏng bản thân một chút và từng nghe từ 3 tới 5 câu, và hãy cố gắng là đặt mình vào cái ngữ cảnh của người đang nói để có thể hiểu được người ta nói gì nhé. Và nếu như mà các bạn không hiểu hoặc là các bạn cảm thấy quá khó thì làm sao đúng không? Chúng ta có thể giảm cái tốc độ nói của họ xuống còn 0.25. Chú ý là chỉ giảm xuống 0.25 thôi nhé. Tại vì nhiều khi mà các bạn giảm xuống 0.5 hay là 0.75 sâu hơn nữa thì cái ngữ điệu của họ thường sẽ bị sai lệch rất là nhiều. Bước thứ tư, sau khi mà chúng ta nghe từng đoạn ngắn đấy xong đúng không? Thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Chúng ta sẽ lặp lại những cái đoạn nghe nhỏ đó. Ví dụ hôm nay mình học từ vựng thì mình trong những cái đoạn nghe nhỏ đó sẽ có những cái từ vựng nào mình chưa biết đúng không? Mình sẽ ghi lại những từ vựng đó và lặp lại nó, vừa đọc, vừa nghe, vừa hiểu. Ngoài ra thì các bạn cũng phải kết hợp với việc thực hành. Thực hành ở đây là gì? Ví dụ học nghe thì chúng ta phải nghe đi nghe lại cái đoạn đấy. Và chúng ta cũng không chỉ nghe không mà chúng ta cũng phải phát âm và chỉnh sửa cái phát âm của từ vựng đó theo như đúng người ta đang nói gì. Và khi mà các bạn vừa nghe xong thì các bạn cũng phải dịch hiểu cái câu đó ngay. Sau đó thì các bạn sẽ kết hợp với việc là viết lại cái câu tiếng Việt đấy
viết lại câu tiếng Nhật đấy và dịch nó sang tiếng Việt nhé. Còn nếu mà mục tiêu của chúng ta hôm nay học là Kaiwa thì mình sẽ học theo phương pháp Shadowing. Shadowing thì chắc là các bạn cũng đã nghe nhiều rồi đúng không? Mình sẽ nói theo người ta, mình sẽ nói theo người ta. Tuy nhiên thì những người trong anime thường họ nói rất là nhanh. Vì vậy thì các bạn có thể giảm tốc độ xuống và thay vì mình cứ nói đuổi theo họ thì mình sẽ nghe nói một đoạn ngắn thôi. Và sau khi mà các bạn nói đuổi theo họ thì các bạn hãy dừng video lại và lặp lại cái câu đấy một lần nữa nhé. Các bạn đừng nói đuổi theo họ quá nhanh, tại vì khi mà các bạn nói quá nhanh ấy thì nhiều khi sẽ làm mất chữ, nuốt chữ hoặc là cái ngữ điệu của các bạn sẽ trở nên sai hơn. Vì vậy hãy cố gắng là mình học qua video thì mình cũng phải chú tâm vào cái mục tiêu mình đang học là gì và mình phải có ghi chép, có luyện tập, có thực hành nhé. Và bước 5 là bước cuối cùng thì chúng ta sẽ kết lại buổi học với video, với anime của chúng ta bằng cái gì nhỉ? Đó chính là chúng ta sẽ xem lại video một lần nữa với không phụ đề gì hết, cả tiếng Nhật và cái tiếng Việt. Tới đây thì các bạn cũng gọi là khá là chán rồi đúng không? Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta chỉ dừng ở cái bước là thứ tư thì kiểu giống như là mình học rồi mà cuối cùng thì bài hôm nay lại mình lại được gì đúng không? Mình cũng có ghi từ vựng rồi đấy, mình cũng có luyện tập rồi đấy, nhưng mà cuối cùng mình tổng kết như thế nào với bài học ngày hôm nay đúng không? Thì để mà chúng ta có thể tổng kết được bài học, chúng ta hãy coi lại video một lần nữa xem thật sự là mình đã hiểu rõ người ta đã nói gì chưa và những cái từ vựng trong đó mình đã hiểu được nó có nghĩa là gì chưa nhá. Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn phương pháp học qua anime. Thật ra là gần đây có rất là nhiều bạn áp dụng phương pháp học này. Tuy nhiên tại vì các bạn chưa có cái phương pháp học đúng cách cho nên là dần thiên về việc là chỉ coi video và ngồi đó giải trí vậy thôi. Và dần dần thì các bạn sẽ cảm thấy là cách học này nó rất là mất thời gian, nó không được gì hết. Nhưng mà các bạn nên nhớ là mỗi cách học nó sẽ phù hợp với những đối tượng và những người khác nhau. Và nó cũng phải phù hợp với cái sở thích cá nhân của các bạn nữa. Nếu mà các bạn thực sự cảm thấy là cách học đối với anime nó phù hợp với bản thân mình và mình có thể tiến bộ với việc học này thì bạn hãy cố gắng là nên thêm một cái lộ trình nhất định và học nó nhiều hơn nhé, luyện tập nhiều hơn nữa. Cuối cùng thì nếu mà các bạn thích video của mình hãy cho mình một like, một share và comment phía dưới cho mình. Subscribe kênh YouTube của Era TV để theo dõi nhiều video hơn của chúng mình nhé. Cuối cùng thì mình là Tâm. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.